Hello các bạn đến với kênh của Tony Vlogs. Đi dưới này chơi nè. Và hôm nay mình sẽ quay cái này cho các bạn xem, cái này rất là hay. Đây là mấy thành viên team Giải Châu của mình đã đi tới đây để đóng phim Siêu Nhân Chó tập 12, 11 và 12. Nhưng mà rất tiếc là anh siêu nhân bóng tối đang bị nhốt trong nhà. Batman bị nhốt trong chuồng đó các bạn. Gà Vũ Thành. Rồi đây nè, bạn thấy nhìn nè, cái nhà bị nhốt khóa lại luôn rồi. Hồi nãy giờ khử ổ khóa ra khử không được. Batman bị nhốt trong chuồng. Đi đây Batman cho phỏng vấn vài câu coi siêu nhân bóng tối. Ở đây cho phỏng vấn vài câu lẹ lên ơi. Siêu nhân bóng tối làm sao bị nhốt trong chuồng rồi? Mẹ đi khám bệnh rồi. Không cho hả? Không cho. Anh thần ơi, thấy không, ai cũng ở ngoài hết, chỉ có một mình anh ta là đã bị nhốt trong chuồng thôi. Đó, ý như là nhốt một con chó vậy.